vì cái sự hung hăng của Trung Quốc ảnh hưởng vực trong vùng Nhật nội các Nhật đã quyết định và quốc hội Nhật đồng ý tăng ngân sách quốc phòng của Nhật lên gấp đôi bắt đầu từ năm 2006 nhưng mà tuần vừa qua bắt đầu để chuẩn bị chuyện này ông thủ tướng Fumio Kishida đã đi thăm một số quốc gia và bắt đầu biến lại thành hiện thực và có vẻ như ông nhật bây giờ đang muốn trở thành một con hổ ở Đông ái chúng ta biết sau đại gì thế chiến nhật là âm thầm lắm, chỉ lo làm ăn thôi kinh tế thôi tất cả về quốc phòng này kia là do ông mỹ lo hết thậm chí ông nhật không có quân đội quân đội nhật không gọi là quân đội gọi là cục phòng vệ nhật bản và ngân sách thì không được à, quốc phòng ngân sách quốc phòng không được quá một gdp một nước yên bình lo làm ăn giàu có đùng một cái bây giờ ông trung quốc ông là, là lấn lướt và đặc biệt có ông đàn em là bắc hàn nhất là vừa rồi bắn hòa tiến như ông nhật bắt đầu lo sợ thì ông mới thay đổi à, mà quan trọng nhất là vẫn là trung quốc thì trong tuần qua ông đã đi thăm một số quốc gia ví dụ đi qua bên Đâu, à, gặp ông thủ tướng Sunak của anh rồi qua cả canada gặp ông thủ tướng Trudeau. Và qua Mỹ gặp ông Tổng thống Joe Biden. À, đây, trên màn hình quý vị thấy là ngày 13 tháng Giêng vừa rồi. Ông đến Tòa Ốc gặp ông Biden và được Biden tiếp đón. À, và hai ông đã hội đàm nhiều vấn đề, lát tôi sẽ nói đến cái chuyện đó. Nhưng mà để thực hiện cái chuyện này, thì Nhật đó trong cái cuộc mà gọi là hội đàm với ông Biden đó, Ông Kishida có nói nhau, Nhật và Mỹ hiện đang đối mặt với một môi trường an ninh phức tạp nhất, thách thức nhất trong lịch sử cận đại. Và ông cho đó lý do để Nhật gia tăng chi tiêu quốc phòng theo chiến lược an ninh quốc gia mới cập nhật gần đây. Chiến lược an ninh quốc gia của Nhật mới cập nhật, tức là họ đồng ý tăng ngân sạch lên. Về phía Hoa Kỳ thì ông Biden cũng tán thành kế hoạch này, kế hoạch phòng thủ của Nhật và khẳng định Hoa Kỳ sẽ bảo vệ cam kết liên minh với Nhật một cách đầy đủ, thông suốt và toàn diện và bảo vệ Nhật. À, đây đây gặp ông Sunak đây, thủ, thủ tướng của anh. Lát tôi nói với Nhật thì ở Mỹ đó coi như là ông Kishida được ông Biden tái xác nhận tiếp tục là đồng minh các thứ đồng thời mở rộng cái điều khoản số 5 trong cái hiệp ước hai bên trong đó nước này bị nước nước khác đánh thì nước kia đồng minh có quyền bảo vệ đó, nó giống như NATO đó. đó trước giờ cái điều khoản số năm này nó chỉ mông lung kỳ này ông kishida sang gặp ông biden nói rõ mở rộng luôn à. rồi cái gì nữa à. đó là cái điểm quan trọng mà ông kishida đạt được ở mỹ nhưng mà thưa quý vị trong cái chuyện mà Nhật hợp tác với Mỹ và Mỹ sẽ hỗ trợ Nhật, cụ thể đó là cái gì? Trước khi ông Kishida qua gặp ông Biden, thì Bộ trưởng Quốc phòng của uh, Nhật và Bộ trưởng Ngoại giao của Nhật cũng đã gặp hai người đồng cấp của bên Mỹ, họp bàn, bàn với nhau. Rồi ông Kishida đến mới gặp ông Biden, lúc đó là chốt lại, nghe không? Thì trong đó, à, ngân sách quốc phòng của Nhật, hôm trước tôi nói tình nhà, tiền là đúng mỹ khoái rồi lắm à, mà, cách đây mấy ngày ông anthony blinken cũng hoan nghênh cái chuyện nhật gia tăng quốc phòng đó. Đã. nhật sẽ mua y của mỹ đây đồ chơi xịn mua hỏa tiến tomahawk này. hỏa tiến đối không liên kết đất đối đất tức là loại hỏa tiến bắn nhân trời mà có thể bắn được cả dưới đất luôn à. rồi hỏa tiến đối hạng tai 12 cái hỏa tiến tai 12 này đó tai Trail này nó đặc biệt lắm khi bắn đó bắn lên á, có đi đại đâu biết đâu, nhưng mà nó được vệ tinh của Mỹ trên trời dẫn đường đi, à mua mục tiêu, đố xịn đó, à. rồi cái gì nữa, mua thêm máy bay không người lái mà tấn công của Mỹ, à, cái loại là cái loại mà Nga đang xài, à, Nga đang xài bên Ukraine này, anh mua của anh anh Iran, mà anh để hóa tiến cho nó, anh điều khiển tới đó, bắn vô, thì bắn rớt cái máy bay không có chết người, đó, cũng mua cái đó luôn, rồi cái máy bay này không những cái máy bay không người lái không những tấn công được mà trinh sát này rồi thiết bị liên lạc vệ tinh f35 u giờ f35 là ngon f35 một chiếc hình như mấy trăm triệu á loại này loại tàng hình rồi trực thăng tàu ngầm tàu chiến máy bay vận tải nói chung là mua đủ thứ ấy. để mà tự bảo vệ nhật ông bây cũng bảo là chúng tôi tự bảo vệ không tấn công ông, 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 ông trung quốc nhưng mà trong cái đó, đó ông nhật có nói rõ nha chúng tôi tự vệ chứ không phải là đợi các anh đánh mà chúng tôi mới, mới bắn lại mà tự vệ tôi đây là tôi có thể bắn tới cho anh luôn đó, đó là tự vệ tức là gì khi mà anh đánh tôi đó là không những tôi chặn hoàn thiện mà tôi quách anh luôn đó, cái kiểu là như vậy đó rồi cái gì nữa ha à, hoa kỳ hỗ trợ về tình báo cho nhật an ninh mạng cho nhật an ninh hàng hải cho nhật nói chung tất tần tật trước giờ là Hoa Kỳ đã có rồi nhưng bây giờ gia tăng thêm nữa. Cái điều đó chúng ta hiểu ngay là có thể nó một phần khá lớn ngân sách quốc phòng của Nhật nó sẽ rơi vào tay của Mỹ. Thấy chưa? Tôi bảo vệ cái mạng lưới cho anh các thứ là tính tiền chứ, đúng không? Nhưng mà ông Nhật chúng tôi là ngon, chúng tôi có tiền, không sao hết. Bởi vì chúng tôi sợ ông Trung Quốc ngày ông, ông luộc chúng tôi. À. Thì đó là sơ sơ. Ha cái anh mà gọi là Mỹ với anh Nhật. Còn ông Kishida khi mà đến các nước cả châu Âu và Canada vận động á, thì ở Anh đó, à, đây là lần đầu tiên nha, ông Kishida ký với ông Thủ tướng Rishi Sunak của Anh một hiệp ước quốc phòng của Anh Nhật cho phép quân đội hai nước triển khai trên lãnh thổ của nhau và cả hai đều mô tả Trung Quốc là một thách thức lớn ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. ông Mỹ cũng nói luôn bây giờ ông Trung Quốc là quậy quá, không? Ở Ý thì ông Kishida ký một thỏa thuận hợp tác cùng Mỹ phát triển một loại chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu mới. À, loại 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 xịn, thấy không? Gặp Ý luôn, nghe chưa? Kỳ này đi Kishida đi dữ quá, làm dữ quá. À, đó là cái chúng ta thấy nó sơ sơ như vậy, đúng không? Là chúng ta thấy rõ nhật. Bây giờ tăng thêm tiền và đi liên minh với các quốc gia khác để tự vệ. Nhưng đối với Trung Quốc thì họ coi, mang anh không tự vệ, mang anh tính, mấy anh luộc tôi ha à, ông trung quốc ông có chịu chứ phải không nhưng mà bây giờ ông trung quốc làm phản ứng như nào tôi kể tiếp cái lõ, Có cái lõi cốt lõi vấn đề là tại sao ông nhật bây giờ ông lột xác ông muốn trở thành con hổ trước đấy ông có nhiều lý do mà lý do chính là vấn đề đài loan <laughs> đài loan đài loan giữa tưởng có tưởng có ông mỹ với ông trung quốc thì đài loan chính cả ông nhật đó, là bởi vì chúng ta biết đó, gần đài loan nó có đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư đài là Mỹ Trung Quốc lâu nay là, là Nhật với Trung Quốc lâu nay tranh chấp lâu rồi không nói tới cái đó nhưng mà gần đây hồi tháng 8 năm ngoái khi bà Nancy Pelosi chủ tịch hạ viện Mỹ đi thăm Đài Loan Trung Quốc cũng nổi giận lắm ông đem ra, ông tập trận làm tùm lum tùm la bắn ta là con năm cháu bà tiễn rớt vô cái vùng lãnh hải của Nhật ông Nhật bảo thôi rồi quý nhớ cái ông Shinzo Abe hồi còn sống đó ông có nói nếu mà mấy anh đụng Đài Loan là Nhật sẽ đánh Bởi vì bây giờ Đài Loan là nó không phải của Nhật Nhưng nó coi như là liền với Nhật Tự nhiên nó làm cái anh mà bị án ngữ mà Nếu Đài Loan mà mất là coi như an ninh của Nhật bị đe dọa Thành ra Nhật coi Đài Loan là giống như là một cái phòng thủ của mình Tôi mở hoặc tí xíu để có ý hiểu Nhật nó là một nước Đài Loan là một nước Nhưng mà bây giờ họ coi nhau như là chung với nhau Thế anh đánh Đài Loan là tôi bị ảnh hưởng giống như Việt Nam á, có thể Việt Nam hình chữ S nó mỏng dính, quanh cái bàn càng, thành ra Việt Nam đó coi Lào và Cambodia là một thực thể chứ không phải là ba quốc gia, nó là ba quốc gia nhưng coi như là một thực thể. Lào mà bị yếu là ông Việt Nam mệt, Cambodia mà yếu ông Việt Nam cũng mệt, với năm ngay với xương Việt Nam có đúng không? thì anh Đài Loan bây giờ cũng được anh Nhật coi là như thế luôn. ha. À, Đài Loan mà yếu hay bị đe dọa tức là tôi, à, tới ngày làm thịt tôi luôn, đúng không? À, đó là lý do đầu tiên. Còn những lý do nào nữa tôi sẽ trình bày tiếp cho quý sau một quảng cáo. Quý đừng rời màn hình S&P. màn của đài truyền hình SPT sau đây chúng tôi trở lại chương trình thời sự 247 tôi đang nói về cái chuyện Nhật quay xe ha, ha, Nhật quay xe đang thử đất nước hòa bình yên ổn sau này những diễn chỉ lo làm ăn thôi ăn chơi nhảy múa thôi à, bây giờ tự nhiên ông gia tăng quốc phòng ông sợ ông Trung Quốc nuốt chừng ông à, đơn giản là như vậy tôi đang nói tới chuyện Đài Loan làm là một cái lý do coi như Nhật coi Đài Loan như là một thực thể của mình bởi vì trước Đài Loan là Nhật nó có điếu ngư đài nữa. Đó mà hồi đó cái ông Shinzo Abe vẫn còn sống mà đúc vô ra đúc chúng tôi, mà cái ông Kishida đã cũng cùng đảng với Shinzo Abe luôn, mà em ông Shinzo Abe lại đang là bộ trưởng quốc phòng của Kishida, nó ly nó lí giáng nhau, thành ra giờ họ phải làm mạnh, họ sợ. rồi à. cái gì nữa, hà hà. chúng ta biết là Trung Quốc không chỉ có ở cái vùng Đông Á không mà vùng biển đông và Thái Bình Dương luôn. Chúng ta biết là Trung Quốc lấy Hoàng Sa của Việt Nam năm 74 và chiếm một phần Trường Sa năm 88. Và Trung Quốc không giấu chuyện là chơi chiến dịch chính sách tầm ăn từ 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 tôi sẽ kiểm soát hết cái biển Đông. Thì cái đó làm cho Nhật lo ngại. Bởi vì phần lớn hàng hóa của Nhật mà từ châu Âu, châu Á đi qua Nhật đều đi qua biển Đông và eo biển Đài Loan. Đó là cái ví tưởng tượng một ngày nào đó mà trung quốc là họ kiểm soát ở biển đông thì những anh nào ra vô là mệt với anh anh hứa, túi tiền của tôi nồi cơm của tôi ông nhật thấy ngay ý đồ của anh này không phải chứ bây giờ mới thấy thế từ lâu rồi bây giờ anh nhật quay lại là hơi trễ nhưng mà vẫn còn kịp vừa rồi trung quốc đưa cái hàng không mô hạm liêu ninh ra biển đông tập trận mới đây đấy rồi ông là bắn vào tiến nhiệm rớt cái vỏ tiến xuống vùng biển philippines philippines, philippines tàu philippines lấy ông chặn ông không cho lấy ông mới dụ được cái ông marcos đi qua bên trung quốc mới đây để bớt căng thẳng nhưng mà rõ ràng là trung quốc có ý đồ đã biết thành ra nhật phải chặn hay là tìm cách chặn không những biển đông mà tàu trung quốc mới đây có một khu trục hạm đi ra tới thái bình dương luôn đi rất xa bị tàu của Úc phát hiện. À xin lỗi tàu Pháp ở đi tới gần New Caledonia. New Caledonia là một cái thuộc địa của Pháp ở Thái Bình Dương. Quân đội của Pháp phát hiện bảo ủa sao cái tàu nó nhỏ mà nó thể đi xa vậy? À, ví dụ cái tàu đó nó chỉ đi được ví dụ 1000 cây số thôi mà sao ủa sao đi tới chỗ này tới ngàn hai, từ cái điểm cuối cùng muốn đổ xăng mà tại sao đi tới ngàn hai được? À thì Pháp mới nghi là anh này anh đang thử thì nó có hai chuyện một đó thường thường đi á, anh đổ đầy bình xăng bình xăng anh đi được có ngàn dặm thôi mà giờ anh đi được hơn ngàn dặm chứng tỏ là phải có cái tàu nào đi theo để mà hỗ đổ dầu vô có đúng không thì trung quốc á, họ hai cái tàu lớn lắm để họ đổ dầu cho các cái tàu và đổ dầu cho các hàng không mẫu hạm và các máy bay hàng không mẫu hạm thì là máy bay bay nó bay hết xăng phải có xăng chứ nó có hai cái tàu chở nhưng mà hôm được quân đội pháp phát hiện cái khu trục hạm của trung quốc á, đi ra cái vùng phủ sóng của nó nhưng không có tàu đi chung nó đi một mình à, nó đi một mình thì có đội pháp mới nghi là chắc nó ghé cái đảo nào có đổ xăng. ha à, nó tôi nói đảo nhỏ nhỏ ở ở thái bình dương và thường thường mấy cái đảo này nó cho vào đổ xăng lấy tiền không báo ra hết giấu đó trung quốc là như thế thì thưa quý vị đó là hai yếu tố đài loan bây giờ được coi như là một cái thực thể của nhật thứ hai chính sách bành trướng của trung quốc ở biển đông thì khi mà nghe ông Kỳ đi một vòng châu Âu và qua Mỹ như vậy thì Trung Quốc phản ứng lên cũng ngày 13 tháng giêng ông Uông Văn Bân người bắt ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói đẹp Châu Áo Thái Bình Dương là nơi tạo nhịp độ cho hòa bình phát triển không phải là nơi đấu đá của các trò chơi địa chính trị Trung Quốc là một đối tác hợp tác với tất cả các nước chứ không phải là một thách thức của quý vị. À, ngon. Và đây là lời Chủ tịch Tập Cận Bình của chúng tôi nói tại hội nghị G20 năm ngoái ở Bali, Indonesia. Và quý vị để ý ông Tập Cận Bình thỉnh thoảng vẫn nói với ông Biden và cả ngày xưa cả ông Donald Trump luôn. Thái Bình Dương lớn lắm đủ cho hai cường quốc chơi. Nhưng mà anh nó đang làm một nẻo. Nhất là cái chính sách mà uh, World Warrior Policy anh gọi là chính sách ngoại giao chiến lan. tại vì anh không ngang lắm. Nhưng mà cái này mới là vấn đề cốt lõi nè không phải vì nhật không mà ông biden cũng nói là trung quốc là cái nước không tuân thủ luật lệ quốc tế mà ngoặc tí tất nhiên quý vị nghe tôi bảo mấy anh cường quốc có anh nào tuân thủ luật lệ đâu, mỹ cũng vậy, nga vậy đúng nga cũng vậy đúng toàn mấy anh đấy phép đó. đúng không nhưng mà ông trung quốc á không tuân thủ luật lệ cái chỗ là chính ông là cái người ký vào cái công ước luật biển năm tám bây giờ ông vi phạm khi mà ông đưa cái đường lưỡi bò chín đoạn ra và đã từng bị tòa quốc tế phán quyết vào năm 2016 là bất pháp ông không coi ai gì luôn thì ông bà đang bảo chính những cái đó là cái mà chúng tôi không tin này không thể tin được rồi cái gì nữa Trung Quốc trong cái đợt mà Covid-19 vừa qua cũng làm cho nhiều nước người ta nghi ngại. Và nhất là sau khi ông Tập Cận Bình củng cố quyền lực ở thêm nhiệm kỳ thứ ba nữa mà tôi đã nói nhiều lần trên chương trình này là mơ ước của ông làm sao thôn tính đài loan thống nhất đất nước thì càng càng làm cho các nước họ lo ngại bởi vì nếu mà anh lớn mà anh chơi đàng hoàng đó, thì người ta welcome anh, đón anh hoan anh chơi không đàng hoàng người ta không bên hoan với anh, ta không bên hoan người ta lo ngại nhất là trong cuộc chiến ở ukraine anh ủng hộ nga rõ ràng ai cũng thấy thành ra Mỹ, Nhật, Ý, Anh, các nước C7 bây giờ dồn vào ép ông Trung Quốc. Ép được không? Chúng ta không biết. Nhưng mà rõ ràng tình hình thế giới căng lắm. Và khi các cường quốc đấu đá như thế này, thì các nước nhỏ trong vùng chắc chắn bị ảnh hưởng. Ví dụ Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, như các nước khối ASEAN chắc chắn bị ảnh hưởng. ASEAN thì thường thường họ tránh, họ muốn đụng vô. Nhưng mà tránh có được không? Nhiều khi tránh không được. Đặc biệt tôi nói ví dụ như Việt Nam là coi Nhật rất là quan trọng, Nam Hàn cũng vậy, Đài Loan cũng vậy. Là ba cái nước mà đầu tư Việt Nam nhiều giúp nền cái tế Việt Nam đấy. Nhưng ba nước này đều không ưa Trung Quốc. Thế kỳ mà ông Việt Nam lại kế ông Trung Quốc không dám chửi ông Trung Quốc được. À, khổ là cái Việt Nam là phức tạp nhất. Việt Nam trong cái trong trong cái cang này là anh phức tạp nhất. phải đi đu dây bốn năm loại dây đu với Mỹ Trung Quốc, Trung Quốc Đài Loan là Mỹ với lại rồi về Trung Quốc với Nhật là Trung Quốc với Nam Hàn rồi, có cả rồi gì Bắc Hàn nữa, đó, có anh Bắc Hàn trong đây nữa. Thành ra thưa quý vị, Bắc uh, Nhật bây giờ phải liên minh với các nước khác để ngăn chặn cái bành trướng của Trung Quốc. Các nước khác bành trướng có vẻ người ta ok, mà Trung Quốc bành trướng người ta lo sợ. Bây giờ là anh là làm đủ trò hết. À, chúng ta biết rồi đó bây giờ trung quốc á, những nước nào mà họ nói không nghe là họ trừng phạt luôn dữ dội vậy đó úc của đó nó đụng chạm là không cho nhập thịt bò giờ bắt đầu nói chuyện lại rồi hay là những cái trò chẳng hạn như là na uy trao giải nobel hòa bình trong lưu hữu ba chúng tôi không nhập cá các ngừ của các cá nục của na nữa à. hay như việt nam á, không biết phải đúng không nhưng mà thời gian qua việt nam nghĩa là thân thiện với mỹ quá chúng tôi covid chúng tôi đóng cửa biên giới không cho qua à, không cho qua hàng hóa xe cộ chở thanh long chở mít thì cho thúi hết à, bây giờ mới mở lại ngày 8 tháng riêng vừa rồi này. mừng quá việt nam thì mừng quá mấy ông tài xế lái xe qua lạng sơn qua cao bằng mang hoa qua tặng khi, biết đâu khi mà trung quốc đóng cửa biên giới việt nam việt nam cái mà gọi là nhập siêu với trung quốc tăng 10%, tức là nhập nhiều hàng hóa hơn tại vì hàng trung quốc vẫn qua được nhưng hàng việt nam không xuất được hoặc xuất với cái giá cao à, Đâm ra ví dụ như thâm thủng mậu dịch bên ví dụ như 50 tỷ đi. Tức là Việt Nam mua của Trung Quốc nhiều hơn 50 tỷ gì. Tức là năm, năm 2022 đó là mua nhiều hơn tới 60 tỷ. Tức là ở khắp, uh, 55 tỷ chứ, nó tăng 10%. Tăng 10%. Bây giờ 8 tháng nhiều rồi mở cửa, Việt Nam mừng quá, đỡ quá. Nó nói cái chuyện ông Trung Quốc có nhiều trò lắm. Thành ra trở lại vấn đề là gì? Ông Nhật bây giờ đang liên minh với ông Mỹ và ông Mỹ quyết tâm giữ ông Nhật. Bảo vệ ông Nhật thì cái này sẽ là thách thức lớn với trung quốc trong những ngày tháng tới cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn ghi vào như sau